continued support. Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với 500 Bro Studio. Ngày hôm nay thì mình là Caster Hidova, đồng hành cùng với đó là vị trí của Caster Trọng Linh, sẽ là người gửi đến cho các bạn trận thi đấu giữa team AD Mark và team Big trong khuôn khổ giải đấu ESL Pro League Season 9. Bây giờ cũng là 3 giờ sáng rồi, thì bọn mình vẫn sẽ cố gắng tiếp tục đồng hành các bạn. Big và AD Mark, có vẻ như là hai cái tên cũng không quá hấp dẫn. Even with Happy on the roster having two lurkers was quite... Với em đó chính là vị trí của Santaret anh ạ. Không biết là Santaret giờ về Big bắn nó như thế nào? Anh thấy thì có vẻ như là vẫn không ok cho lắm. Không ok à? Đúng rồi. Có vẻ như là vấn đề bắt đầu ngôn ngữ chăng? Chưa thực sự tỏa sáng cái vị trí Santaret những ngày thì đâu gần đây. Hôm nọ anh còn đọc được bài gì mà chúng nó bảo là không biết là cái thằng coach của Big ấy, anh cũng bảo là không biết là nên cho Kakafu, à nhầm, không chết là nên cho thằng Santaret học tiếng Anh hay là học tiếng Đức. Thế thì em cũng chịu. Ở đây là mình sẽ cho các bạn xem chút về map pick. Như vậy 3D họ chủ động chọn cho mình cái map thi đấu là Mirage. Trong khi đó thì Dirt 2 là map pick của thành viên team Big. Và cái map cuối cùng được thi đấu sẽ là map thi đấu trên Mirage, Dirt 2 và trên. Theo Linh rằng với cả cái map pool như này thì 2-0 cho Big đi. 2-0 cho Big à? 2-0 cho Big. Ok. Căn bản nhìn 3D Max nó hơi no hope anh. Nói thật, anh nhìn 3D Max tên tuổi thì cũng hai cái thằng gì nhỉ? Lucky với cả Jack thì bị rút ruột rồi đúng không anh? Vẫn còn HG mà em. HG, ui ôi, anh xem HG thời NV thì nó cũng phải là cái gì đó nó như thằng Devil, hơn thằng Devil một chút. Ừ, anh biết NV hồi xưa có này, Devil này, một con boss rồi. HG. Xong rồi không, trước là HG. Anh biết còn thằng gì không? Sixer bắn hay mà. Rồi Sixer thì nói chung nó có kiểu gì ý. Heo nào đây là sao ạ? Nhìn đội hình này, Maka, Maka như bắn kinh rồi anh. Không. Thế à? Maka, Jin với cả David hôm qua thì... Đây, hôm qua Logan của LDLG đúng không? Đúng rồi, Logan, quên mất, team này có người sói. Đúng rồi, nhưng vấn đề anh đang định bảo là ba cái thằng David, Jin với cả Maka kìa. Anh chưa xem nó bắn bao giờ. Okay. Hôm qua lần đầu tiên được xem nó bắn thì hơi đen cho chúng nó lại bắn đúng Vatchalit. Nó chả thể hiện được gì nhiều cho nên anh cũng chưa biết ba cái thằng này nó bắn như nào cả. Thì liệu rằng sau hôm nay bắn với cả Big thì liệu có thể hiện được cái gì hay không đây? Top 13 đối đầu với top 99. Mà em để ý là cái bảng D này nhiều team có logo màu đỏ anh nhỉ? Sao đỏ này? Hellraiser này, 3D Max. Giờ 3D Max này. Lòi ra mỗi ông Big cái trắng hay không? Ông Big màu trắng. Một cú Big tự ngã ngựa chăng? Nhưng mà em thấy màu trắng hôm qua cũng thắng màu đỏ đúng không anh? Màu trắng của Big hôm qua thắng Hellraiser mà. Đâu? Chắc hôm nay là màu trắng Em hôm qua Big thua mà. Big thua à? Big thua 1-2 mà. Thế à? Thắng được cú mỗi map đầu rồi em mới trời caster nó mất hết. Thế à? Thế thì coi như là màu đỏ hôm nay ăn hết rồi. Thế thì 2-0 3D Max đi cho nó lành. Ừ, có một cú 2-0 cho 3D Max chăng? Mong là như vậy. Tầm này thì mình cũng xin lỗi các bạn, nói thật là mình đang muốn đi ra ngoài sảnh Viking 4 để mình xem Manchester, Derby Manchester anh em ạ. Nên là vào trong phòng này tâm trạng vì nó cũng hơi buồn. Nhất là cái trận này, trận này em nghĩ vẫn còn hấp dẫn hơn trận 11 giờ. Tại vì nhìn cái tên Archalit thì... Trận 11 giờ trông hơi buồn em ạ. Trông kiểu mẹ có mỗi một team chơi, team kia không được chơi mấy. Xong rồi đấy, chả cần xem, vào xem đúng cái highlight thằng Level nhảy bắn đúng không? Thôi Inferno ấy đúng không? Tắt máy, mình biết là Archalit thì thôi, mình cứ tắt máy. Não đã to, bắn còn như hack. Thế thì thôi, chơi làm gì nữa. Nói chung là trận thi đấu này thì em vẫn nghiêng về Big hơn. Tuy nhiên là Big là được đánh giá cao hơn mà. Trong set go thì cái gì cũng thể xảy ra được, nhất là trong những trận đấu không sự có mặt của Archalit thì cái chuyện mà team yếu hơn đánh bại team mạnh hơn có thể xảy ra được. Phải không có sự có mặt của Archalit đúng không anh? Cứ phải trừ cái bọn đấy ra là bọn đấy thì... Tôi bet Big. Ông bet ai thì đấy là việc của ông, đây là nhận định của bọn tôi cơ mà. Đây chỉ là nhận định thôi chứ bọn tôi chắc chắn là bọn Body Mark sẽ ai không được đâu, không ai biết trước tương lai được cả. Biết đâu là một cú 2-1 cả ba map đều OT chẳng hạn. Ui. Thế đi thôi, em một map đầu tiên mà OT ấy, thì em sẽ đi về cho anh người cát hai map còn lại. Em không. Nhìn cái aura của anh bây giờ em thấy hơi sợ.
Nếu mà thế thì anh sẽ cắt tiếp map 2, xong nếu mà OT anh cũng sẽ đi về. Để các bạn tự cắt map 3. Cái đấy hợp lý anh ạ. Hợp lý. Chúng ta đợi xem là liệu rằng hôm nay được cắt mấy cái OT nào. Ôi, hôm nay có bạn hỏi Linh không ở nhà chăm vợ à? Muốn ở nhà lắm anh em ạ. Nhưng mà lịch nó thế rồi mình phải lên. Mình cũng nghỉ hơi lâu rồi. Và đây rồi, chúng ta sẽ đến ngay với cả cái Piston round đầu tiên của trận thi đấu này thôi. Ba để mark, đây là map Mirage, map big của họ. Hôm qua bắn với Astralis thì họ cũng chủ động big cho mình cái map thi đấu Mirage này và đã nhận một cái chén đắng rồi, thì liệu rằng sang hôm nay có làm lại được với big không đây? Một tình huống mà vị trí của Maka sẽ là người bò mid, trong khi ba thành viên còn lại đều đang bò trườn khu gặp bát. Và một các thành viên bên phía team 3D Mark họ sẽ di chuyển lên trên khu vực lầu B là rất đông. Tuy nhiên vị trí của David P vẫn đang giữ lại ở khu vực A-Rang. Và David P đang là người lên bom ở trong round thi đấu này. Và chúng ta hãy cùng xem 3D Mark họ sẽ làm gì đây. Maka vẫn đang là người kê lại ở khu vực middle. Quả bom C4 thì vẫn đang được giữ ở trên khu vực lầu B. Bích họ đang bắn cương hai người trên lầu B, chúng ta nhìn thấy. Next sẽ là người bắn dưới ở khu vực xe tải. Và vị trí của Tap Sen sẽ là người bắn cương trên khu vực ban công. Và giờ thì phát hiện ra một người khu vực middle rồi. Nhảy check đến từ vị trí của Next. Và giờ thì có phát hiện vị trí của Tap Sen hay không đây? Vâng, chúng ta hãy cùng xem. Một cái frag rất dễ dàng cho Tap Sen. Double kill dành cho Tap Sen rồi. Và giờ thì Next cũng hạ cùng được mạng của HG. Tuy nhiên Santaret đã phải nằm xuống. David P là người biter. Và chắc chắn là David P sẽ không có cơ hội trong tình huống này. Bỏ cái lỗ chó này. Và bỏ cái lỗ chó. Và ngay lập tức thì anh làm luôn cho mình một con chó luôn. 1-0 dành cho các thành viên bên phía team Big. 1-0 rồi. Đã thấy Big vừa rồi đã bắt bài khu vực bom xe B là rất tốt. Những quả flat được trả ra đến các thành viên bên phía team Big phải gọi là rất đẹp. Thực sự thì Big cũng là một team họ sử dụng nết bom mìn các thứ, nó cũng phải tầm top 2 thế giới. Em nghĩ là chỉ thua Astralis mà thôi. Ngày xưa thì Tap Sen cũng đã từng nói rằng là team của tôi là team sử dụng nết tốt nhất thế giới. Tuy nhiên em nghĩ là vượt qua Astralis thì nó hơi mát nịt. Và đây rồi, chúng ta cùng xem quả nết. Ui, quả nết đau chưa? Logan này, tiếp tục thì Jinx. David P cũng phải nằm xuống. Bây giờ đây Tizian vâng đang gọi hỗ trợ. Vâng, Tizian có người bảo kê rồi. Đây rồi, Santaret đang hộ giá. Và HG làm được cái gì đây? Vâng, Glock không giáp. Và đó sẽ là 2-0 rất dễ dàng dành cho các thành viên bên phía team Big mà rồi. Trường rất cá kiếm đến từ vị trí của Tizian. 3 mạng với khẩu MP9. Tuy nhiên thì bây giờ sẽ là cái round đầu full buy đầu tiên của các thành viên bên phía team 3D Max. Liệu rằng có phải rao thắng cho họ hay không đây? Đã có cho mình 5 khẩu AK, rất nhiều bom mìn rồi. Tuy nhiên thì bên phía của 3D Max tính đến hiện tại thì mới chỉ có HG là người duy nhất có một mạng thôi. Tất cả thành viên của bạn đều đang sở hữu một con số rất đều nhau, 002. Liệu rằng rao đấu này thì các thành viên họ có kiếm cho mình được lượng frag hay không đây? Big vẫn đang chủ động giữ lại những khẩu súng bé rao đấu trước, đó là những khẩu MP9, cả một khẩu Famat chưa người Santaret nữa. Tap Sen muốn bắn cường của Cactor chẳng, yếu quá rồi, có lui được không đây? Thôi xong rồi. Tap Sen nằm xuống bởi Jin rồi, đưa tình huống về đó là 5v4. Tuy nhiên thì bên phía 3D Max, vị trí của Maka cũng chỉ còn chừng có 3 máu mà thôi. Thêm những tình huống mà bên phía của Big chưa muốn nhả khu middle này, đã stack boot lên của B-Shot rồi. Tuy nhiên thì những quả smoke trả ra là quá khó chịu, không thể có tầm nhìn dành cho vị trí của Gobi được. Ở khu vực A-Main có một cái tình huống mà Tizian đã đẩy hết cả A-Main về đến cả T-Bay rồi và đi qua luôn cả vị trí của Logan. Có phải như hai người này đi qua nhau như chưa từng quen rồi. Một pha di chuyển khá hại não đây. Đến thời điểm này thì Tizian đã nhìn thấy quả C4 vứt lại, sẽ là một cái điểm mấu chốt trong round đấu này. 3D Max liệu phải trả giá hay không đây? Họ đang hơn người, nhưng bây giờ thì khả năng cao sẽ là mất lợi thế thôi khi Maka nằm xuống bởi Tizian rồi. Tình huống đã đưa về 4v4 và đội hình của 3D Max có cứu được quả C4 này không đây? HG là thí sinh tiếp theo đối đầu với Tizian. Tizian đã có một khẩu AK kết thúc ngay lập tức cái mạng của HG rồi. Và giờ thì tham không còn nhiều nữa, nhưng mà Santaret có một pha di chuyển mà không trách anh ấy được, bởi vì là chưa có thông tin của vị trí Logan trong pha di chuyển vừa rồi. Vẫn đang tìm cân bằng về người, đó là 3v3 thôi. Bom xây bị chiếm nhưng C4 vẫn chưa nhặt lại được thì chơi kiểu gì đây? Vị trí của David đang cố gắng quay trở về để lấy quả bom này. Nếu như David có thể kết thúc mạng Tizian thì còn cơ hội. Còn nếu David nằm thì đó sẽ là thắng cho bên phía Cubic luôn. Chúng ta chờ xem nào. 15 giây thôi, tham không còn nữa rồi. Và Tizian có cho mình đó là triple kill vào đấu này. Hạ gục được Tizian nhưng thời gian là không kịp nữa rồi. Có chạy về đằng rơi cũng có thể đặt kịp của bom này. Sẽ là 3-0 cho bên phía Big mà thôi. Người dưng ngược lối à? Vừa rồi em không hiểu tại sao mà Tizian đẩy mà Logan lại không nhìn thấy. Có vẻ như là người sói hôm nay giác quan nó vẫn chưa được hoạt động tốt cho lắm. Và đó sẽ là 3-0 dành cho các thành viên bên phía team Big.
3-0 rồi, một khởi đầu rất thuận lợi ở trong map Tiro Mirage này. Map pick của bên phía team 3D Mark liệu có phải là một kết quả 2-0 cho pick nhanh hay không đây? Thiền mới chỉ là những round đầu tiên của map thi đấu đầu tiên mà thôi, chưa thể nói được gì nhiều. Và giờ thì Tap Sen đã lên cho mình một khẩu AWP rồi. Còn từ ngày Smuya đi, chính xác hơn là những ngày cuối cùng mà Smuya ở lại đội hình của bên phía team Big, thì Tap Sen cũng dần dần được đổi sang vị trí upper chính rồi. Nhưng quay trở lại với trận đấu này, một round thi đấu mà bên phía team 3 đã bắt được một set bài cho cung bom xe A, nhưng lại là cái tên Tizian. Và giờ thì Tizian có một người cung Palace, đó là vị trí của Logan, chỉ đổi một mạng mà thôi. Tizian vẫn đang lẩn trong khu vực firebox ở đây, và các thành viên bên phía team 3 Denmark chắc chắn sẽ bắt được tình huống này. Nhưng Santaret, vâng, Santaret nhặt ngay cho mình khẩu AWP của Tapsen và có cho mình một mạng, lợi thế hơn người dành cho các thành viên bên phía team Big rồi. Nhưng bây giờ thì vẫn là khẩu ốp trên tay của Santaret. Các thành viên bên phía team 3 Denmark, quả C4 đang rơi một vị trí khá sâu, và bây giờ thì smoke đã tàn, họ sẽ làm thế nào để đẩy lên để nhặt quả C4 ở đây? Santaret đang di chuyển ngược về khu vực CT cùng với người đồng đội của mình, đó chính là vị trí của Next rồi. Trong đó Gobby đang là người kề chéo sang từ khu vực B shot, có vẻ như là hơi khó dành cho các thành viên bên phía team 3 Denmark rồi. Họ còn một quả smoke đến từ vị trí của Maka. Quả smoke này sẽ được sử dụng vào đâu đây? Có thể che CT, cũng có thể che khu vực B shot nữa. Các thành viên bên phía team 3 Denmark có vẻ như họ vẫn chưa biết thông tin đối phương ở đâu. Nhưng bây giờ thì vâng, một quả smoke đẩy ra để che khu vực B shot rồi. Tiếp tục thì khẩu ốp của Santaret đã lộ, đang có đến hai người khu vực CT. Và bây giờ thì Maka đang bắn với khẩu AUG của mình, đó sẽ chỉ là tình huống trao đổi chiêu thức rồi. Và một quả nét đến từ vị trí của Santaret, nhưng ngay lập tức thì Maka cũng đổi lại được mạng của Santaret thành công. Tiếp tục thì không có double kill, nhưng đã bắn đinh được vị trí của Next rồi. Giờ thì sẽ phải đợi Gobby, và đó là double kill dành cho Gobby. Những tình huống di chuyển rất thông minh vào trong khu vực jungle. 4-0 dành cho bên phía team Big, họ sẽ nhặt lại cho mình được khẩu AWP nữa rồi. Vâng, và đây là map pick của 3D Mark. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thể thấy rằng 4-0 cho bên phía của Big rồi. Trông vẻ như hơi bí ư. Từ nãy đến giờ thì bên phía của 3D Mark họ cứ cố gắng đánh vào bom sợi A, cố gắng set bài A, nhưng thử vào A mà cứ mất đến 3 người nhà thì nó hơi khó. Ở round tiếp theo thì 3D Mark có thể lên lại cho mình 5 khẩu AK rồi, lượng bom mình là đủ dùng. Tuy nhiên thì David có vẻ như hôm nay vẫn chưa chơi game. 004 là cái chỉ số hiện tại của David, thậm chí không có cả cái sự hỗ trợ nào luôn dành cho đồng đội của anh. Thì liệu rằng chơi chấp người nhà 3D Mark có làm được gì hay không đây? Bên phía của Big thì sẽ là một round đầu họ chủ động bắn 2A, 2B và 1 mid thôi, một đường default. Trong khi đó 3D Mark thì cũng vẫn là những tình huống bò trườn ra mid đến từ vị trí của Jin. David là người kê đẩy khu game main. Liệu rằng trong round đấu này 3D Mark sẽ đánh vào đầu đây? Đánh vào A thì thấy hơi bí rồi, hay thử một lần đánh vào B shot chăng? Tuy nhiên thì khu B shot đang có đó, vị trí Gobby kê trực diện của AUG này nó sẽ rất khó vào. Và bây giờ thì lách qua được rồi. Tuy nhiên thì bò tiếp đi đâu đây? Santaret giữ vector và ở của Amen thì Tizian đã kết thúc mạng của David rồi. Một tình huống bắn cương của Amen và Tizian đã là người thành công. Tiếp tục thì có một tình huống mà Santaret bắt tham mình và hạ ung được Maka rồi. Logan đổi một nhưng vẫn đang lợi thế về người cho bên phía của Big, đó là 4v3. Thời gian thì vẫn còn nhiều, nhưng cơ hội nào cho 3D Mark đây? Jin cần phải bắn tốt tình huống này. Đang có cả Santaret và người đồng đội của anh, và Santaret kết thúc mạng của Jin rồi. Một tình huống quá khó khi Jin phải đối đầu với hai thành viên của bên phía Big. 2v4. Logan thì đang yếu máu rồi. Lượng bom mìn thì chỉ còn đó là một smoke, hai quả flash và một lửa thôi. Rất khó để set up by A được. Liệu rằng quả smoke này sẽ trả vào khu vực nào đây? Bên phía của 3D Mark quyết định bò vào chai chẳng có Santaret cướp, và Santaret đã nhìn thấy người ở khu cây bên rồi. Sẽ gọi thêm hội về thôi. Vị trí của Tapsen đã bách về để hỗ trợ. 29 giây bắt đầu vào A rồi, nhưng Gobby với góc kia trước là đẹp kết thúc cái mạng của Logan. Và một mình HG đi đâu về đâu đây? Về đâu cũng là thế mà, hướng nào cũng địch, và đó là mạng cho Tapsen. 5-0 thì cho Big rồi. Có vẻ như những cái round thi đấu đầu tiên đang diễn ra khá áp đảo dành cho các thành viên bên phía team Big. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì khả năng cao là sẽ là một tỷ số 16-0. Anh nghĩ thế không? Không, anh nghĩ cũng chỉ 16-1 hoặc 16-2 thôi. 16-1 à? 16-0 hơi quá đà. Hơi quá đà nhưng mà ở chơi ai thế? Biết đâu người ta được biết zone round 2 hay sao? Đúng rồi. Vâng, và giờ chúng ta nhìn thấy round thi đấu mà bên phía team 3D Mark lên cho mình những khẩu lục, 3 khẩu tech 9. Có vẻ như là các thành viên bên phía team 3D Mark này rất thích khẩu tech 9. Chúng ta nhìn thấy chỉ 3 khẩu tech 9 và 2 khẩu CZ mà thôi. Và đang những trường rớt bi rồi. Vâng, Nick đã có một góc đứng cương ở đây. Và giờ thì Nick với khẩu AUG sẽ làm được gì đây? Rất nhiều flash được trả ra. Nhưng có đó là vị trí của Gobby đứng ở đây để hỗ trợ nữa. Quả lửa được trả xuống của chân khu vực cửa sổ rồi. Và các thành viên bên phía team 3D Mark sẽ bị nướng chín mà thôi. Double kill dành cho Santaret. Tiếp tục thì Nick rút lục ra bắn nhau. Cái gì thế này? Maka và Jing hạ gục được hai người ở bom sai B. Và bây giờ thì còn lại một mình Nick mà thôi. Một round thi đấu mà bên phía team Big còn đang mất rất nhiều súng rồi. Và liệu Maka có thể làm được gì hay không đây? Nhưng câu trả lời sẽ là không. 6-0 dành cho các thành viên bên phía team Big.
Một round thi đấu half by rớt B sử dụng chiến thuật của người ngang ngố. Và chúng ta nhìn thấy nó cũng tỏ ra khá là hiệu quả khi bắt đến được 3 khẩu súng cùng bom xe B rồi. Chuyện này là chiến thuật của ngang ngố nhưng anh thấy không ngố chút nào. Chỉ là những khẩu lục thôi nhưng bắn đến 3 súng đối phương thì nó cũng là một sự thành công rồi. Giá một rồi đặt thêm được quả C4 nữa thì nó là viên mãn luôn nhưng không sao cả. Bởi vì round tiếp theo thì 3DMark đã lên được cho mình full bộ bom cũng như là 5 khẩu AK rồi. Vẫn chưa có ốp, hơi buồn một chút nhưng không sao. Với lượng trang bị hiện tại nếu bắn tốt là đủ dùng. Tuy nhiên thì bây giờ Gobi đang có một món cương khủng mít chẳng. Có đẩy qua smoke đây, ôi quả smoke gì này. Bây giờ thì một mạng cho Gobi không. Như vậy thì David là người kết thúc bằng Gobi. Và tiếp theo David có cho mình double kill rồi. Một pha mà bên phía của Big định chủ động bắn cương ở mid nhưng cuối cùng thì lại cho đối phương ăn hai mạng luôn mà không đổi lại điều gì cả. 4v3 rồi, bên phía của Big và liệu rằng có phải một round thua đầu tiên hay không đây. HG đang bò vào khúc B side mà có vẻ như vị trí của Tapsen chưa biết đâu này. Tham vẫn còn rất nhiều HG. Đang clear khúc bom side B rồi. Sẽ biết rằng bom side B không qua cả, chỉ có người mắc kit thôi và gọi ội về nào. Một tình huống mà 3D Mark họ sẽ đánh bom B. Trong khi đó bên phía Big thôi xong rồi, Tapsen tình huống này chết là cái chắc và đó là mạng cho HG. Tiếp tục thì Tizian đang bị bắn yếu đây, Tizian nằm xuống 10 lô gần rồi. Nick cố gắng đổi một nhưng Nick tình huống này chỉ còn chưa có 13 máu thôi. Xếp được khẩu ốp, nó sẽ là hay ho nhưng mà mù trắng quá không biết đâu là đâu cả và chết rồi. Logan có cho mình double kill. Một tình huống mà người Biter bên phía 3D Mark đó ở vị trí của Logan đã có một pha bắn tốt. Đem về cái round đầu tiên cho bên phía của 3D Mark tại Matthew Mirage này. Round thi đấu mà Big đẩy 3 người bắn cường khu vực middle. Nhưng chúng ta có thể thấy mất luôn 2 cháu và chỉ đổi lại được một mạng mà thôi. Trong khi đó thì cái tình huống bỏ khu vực lầu B của HG phải gọi là quá ảo. Tapsen đã bỏ qua tình huống bỏ đấy và ngay lập tức anh đã phải trả giá. Một round thắng đầu tiên dành cho các thành viên bên phía team 3D Max. Bây giờ thì liệu họ có thể kéo dài chuỗi thắng này hay không đây? Mới chỉ là một round thôi. Nhưng với cái lần cộng tiền mới thì họ sẽ không bị reset tiền. Các thành viên bên phía team 3D Max có vẻ như họ lại muốn set bài vào trong khu vực bom xe à. Vâng, David P đang là người bài tờ khu vực middle. Bây giờ thì các thành viên bên phía team 3D Max có vẻ như đúng là set bài trong khu vực bom xe A rồi. David P là người đứng ở mid ném ra quả smoke jungle. Tuy nhiên bây giờ còn bên phía team Big chỉ có cho mình những khẩu Deagle mà thôi. Nhưng Tizian đứng ở dưới khu vực chân lầu, không có một ai check lại khu vực chân lầu ở đây cả. Cũng không có một quả lửa được trả vào. Các thành viên bên phía team 3D Max họ di chuyển vào A có thể nói là rất thiếu bom mìn. Và giờ thì họ đã mất cho mình những lợi thế hơn người, chỉ còn lại hai thành viên mà thôi. 2v4 ở bên phía team Big họ đang di chuyển về khu vực bom xe A 3 người rồi. David P lộ vị trí. Nhưng bây giờ David P cũng biết rằng có một người không bị shot nữa. Các thành viên bên phía team 3D Max liệu có thể chiến thắng được ở trong round thi đấu này không đây? 2v4, tuy nhiên họ vẫn có thể làm được. Với hai khẩu AK trên tay, Big thì vị trí của Tapsen cũng nhặt lại được một khẩu AK rồi. Round thi đấu bên phía team Big họ chủ động half buy mà thôi. Tuy nhiên bây giờ họ đang có cho mình rất nhiều lợi thế. Một khẩu AK trên tay của Tapsen. Và giờ thì Tizian nó muốn đẩy ra clear lại khu vực A-RAM rồi. Tizian sẽ đứng ở trong khu vực A-RAM thôi, không đẩy lên nữa. Vị trí của David P sẽ key player dành cho các thành viên 3D Max ở trong round thi đấu này. Chúng ta hãy cùng xem liệu có thể làm được gì hay không đấy. Tizian, một tiếng bắn quá tốt đến từ vị trí của Tizian. Mạng thứ 3 dành cho Tizian ở trong round thi đấu này rồi. Và có lẽ câu chuyện sẽ kết thúc thôi. David P, quả C4 thì đang rơi ở trong tầm kiểm soát của vị trí Tizian. David P đang muốn làm gì đấy, bò về khu vực CT. Và các thành viên bên phía team Big liệu có đoán ra cái tình huống di chuyển này hay không đây. Có vẻ như là đang có người kê lại rồi. Đó chính là vị trí của San Tapsen. Nhưng mà Tapsen hơi sai timing một chút, Tham cũng không còn nữa. Và chắc chắn sẽ là tỷ số 7-1 dành cho các thành viên bên phía team Big mà thôi. Không có cơ hội dành cho David P. Chỉ là những khẩu Deagle. Chúng ta thấy Big đã thể hiện được rằng họ có lẽ là hoàn toàn trên cơ đối thủ tính đến thời điểm hiện tại ở map thi đấu Mirage này. Cá nhân anh thì sau khi theo dõi round đấu vừa rồi, anh nghĩ map này nó sẽ kết thúc với tỷ số khoảng 16-2 rồi. Bên phía của 3D Max chắc may mắn ăn được thêm Bistone round tiếp theo rồi. Sau đó thì họ tự hủy luôn. 7-1. Có vẻ như hôm qua họ thua Astralis thì họ nghĩ rằng là chẳng có địch mạnh quá thôi, chứ mình là bắn Mirage vẫn hay. Mình lên được tận 6-7 round đấu với cả Astralis cơ mà, nhưng mình bắn kinh lắm. Nhưng không, hôm nay sang gặp Big này thì thôi, họ bắn như kiểu tướng Đức luôn. Bây giờ thì bên phía của 3D Max cuối cùng cũng lên được một khẩu ốp trên người của Jin rồi. Nhưng khẩu ốp này có đem lại hy vọng hay không đây? Hay chỉ thêm những sự tuyệt vọng rồi. Nhưng chưa cần khẩu ốp thì vừa rồi HG đã bích được mạng của Nexo cũng chắc. Tiếp tục thì một Maka bắt thêm một Santander Collector rồi. Bom B và bom A đều đang thông đến từ vị trí của 3D Max. Vào đâu đây? Mỗi bom xào đều bích được một người rồi. Logan đang bò chân trục Palette tài nhưng quả C4 vẫn vứt lại ở T7. Gobi có tình huống xấy qua smoke đổi được một mạng của HG rồi. Tạm thời rút ngắn khoảng cách về người, đó là còn 3v4 mà thôi. Tham thì vẫn còn rất nhiều, 3D Max không có gì phải vội cả. Với lợi thế người này, bombs A của Big chỉ có một mình Tizian thôi, tổ quay nó sẽ hợp lý. Nhưng bây giờ thì một tình huống mà Maka có pha di chuyển hơi lỗi một chút rồi, nằm xuống với Tizian và lợi thế người đã mất đi.
Tham còn 1 phút bên phía Bar Demak, những quả bom trả ra khiến cho họ không thể vào được khu A side. Bây giờ thì đội hình của Big đã trở về là hai người khu bom side chưa đây. Như vậy là Tapsen vẫn đang là người giữ lại kê khu jungle thôi. 1A, 1B và một người ở City. Đây rồi, Tapsen có lẽ sẽ bo về để hỗ trợ khu bom side cùng với người đồng đội của mình. 40 giây, bên phía của Bar Demak đã muốn vào chưa đây. Vẫn còn đó rất nhiều flash và smoke, hoàn toàn thể set up bài A được. Tuy nhiên bây giờ cũng góc kia ốp này của Tapsen, nếu như không có một smoke city mà muốn vào ơi thì nó sẽ là hơi mạo hiểm. Bây giờ thì bắt đầu có smoke tre của connector cũng như là cục stair rồi, không hề có smoke city. Trong tình huống này Tapsen sẽ có rất nhiều cơ hội, Tapsen cần phải bắn tốt. Và bây giờ thì Tapsen bắn yếc David P rồi, tiếp tục thì dàn đổi mạng của David P. Tình huống đang là 3v2, bây giờ thì một mạng nữa cho Tapsen rồi và một mình Jin làm gì đây. 1v3, tham không còn nhiều nữa rồi. Quả C4 đang rơi giữa đường này thì là no hope và sẽ là 8-1 cho bên phía Big mà thôi. Một round đấu mà Bar Demak họ đã lợi thế từ hơn người từ rất sớm, 5v3, nhưng mà họ cứ dần dần để mất đi. Và cuối cùng thì đã là thắng cho bên phía của Big rồi, 8-1. Có lẽ là vượt qua được cái bức tường Tizian nó là hơi khó. Ngày hôm nay thì Tizian chúng ta thấy đang bắn rất may. Đi vào A gặp Tizian chẳng khác gì gặp bố cả. Các thành viên bên phía team Bar Demak họ đánh A rất nhiều ở trong map thi đấu này rồi. Tuy nhiên lần nào thì họ hầu như cũng bị shut down bởi vị trí của Tizian là trước hết. Sau đấy thì những người đồng đội còn lại của Tizian chỉ việc hốt bạc mà thôi. Tizian tính ra em thấy là một player bắn nhiều lúc thì nhìn vào cái chỉ số của anh ấy có thể thấy là thọt. Nhưng mà thật sự cái vị trí của Tizian cũng là một cái vị trí khó. Mà những lúc Tizian bay thì anh em cũng biết rồi, nhiều lúc Tizian nó làm ra những pha không tưởng. Như kiểu anh còn nhớ cái pha mà ở Overpass không anh? Cái pha mà Tizian đứng ở khu vực thùng toxic bom B ấy, flick flick lên trên đầu ấy, cứ ngửa lên vẩy ra vào đấy, đúng không? Đấy. Đúng không? Anh biết tình huống đó rồi. 14-4 thế này. Ui giời, bắn thế này thì anh em Bar Demak có lẽ là hơi khó. Giờ thì Maka có cho mình một khẩu AWP rồi. Tính ra cái đội hình của Bar Demak này thì em cũng khá ấn tượng với vị trí của Logan, nhưng vừa rồi thì chưa kịp nói hết. David P bằng đẩy ra có quả smoke khu vực shot nữa, nhưng vấn đề là anh quá đen. Bây giờ thì Next đứng nhảy check có vẻ như hơi lỗi và Maka đổi lại được mạng của Next thành công rồi. Cục bom cyber của các thành viên bên phía team Big đang có sự bách về đến từ vị trí của Tapsen. Và giờ thì bên phía team Bar Demak họ sẽ đẩy lên trên cục bom cyber mà thôi. Và lần này thì liệu có thể hạ gục được vị trí của Tizian hay không đây? Lộ vị trí rồi, bây giờ thì Tizian sấy chết được một người thì ngay lập tức thì sẽ là một tiếng đổi mạng đến từ vị trí của Jinx mà thôi. Santaret lộ vị trí, Maka cũng biết điều này. Với khẩu ốp trên tay thì Maka sẽ có cho mình double kill. Cơ hội dành cho Bar Demak đây rồi. Tapsen với khẩu ốp khu vực City. Đừng hơ anh thế, Logan ơi, làm gì có smoke ở khu vực City. Sao đấy nhở các thành viên bên phía team Bar Demak. Và giờ thì bên phía team Bar Demak còn đang đợi vị trí của Maka back về. Và sẽ là một tiếng đấu ốp đến từ vị trí của Tapsen cũng như là Maka chăng. 2v2, cơ hội đang được chia đều cho cả hai. Trên người các thành viên bên phía team Bar Demak thì cũng không còn smoke nữa rồi, chỉ còn lại cho mình hai quả flash mà thôi. Và bây giờ thì Jinx đang có tình huống đấu súng với các thành viên bên phía team Big, chính xác là vị trí của Gopi. Trong khi đó Tapsen vẫn đang là người giữ khu vực City. Và Jinx, trời ơi, hết đạn rồi, giúp cho mình khẩu 5-7 ra và đó sẽ là chiến thắng dành cho vị trí của Jinx. Và Maka đang kê lại cho người đồng đội của mình nhưng Tapsen đang đẩy lên. Tapsen biết là anh cần phải bắt người khu vực Palace, nhưng bây giờ thì vẫn biết vị trí của cả hai player và một mạng dành cho Tapsen, nhưng Maka sẽ đổi mạng thành công cho người đồng đội của mình mà thôi. 2-8 dành cho các thành viên bên phía team Bar Demak. Một tình huống mà em có thể copy cùng với đó là vị trí của Jinx. Jinx thì phải đấu súng với nhau, bắn hai ông đều bắn hết cả băng đạn chính, rút cả lục ra bắn nhau luôn cho cẩn thận, trông khá vui. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì vẫn là round thắng tiếp theo cho bên phía của Bar Demak thôi. 2-8 rồi. Ở round đấu này thì Big vẫn có thể full bài được đầy đủ, nhưng nếu mà thua tiếp thì bên phía City sẽ rất yếu tiền. Thực ra thì ở round đấu này Big cũng đang hơi yếu tiền rồi. Next chỉ có cho mình khẩu 5-7 thôi và Santaret đang phải bắn Deagle, lượng bom là gần như bằng không. Maka có tiếng first pick tốt đây, một tình huống chịu đau để cô đấm ăn xôi và đã đấm được Gobi rồi. 5v4, lợi thế người từ rất sớm cho bên phía Bar Demak nhưng ngay lập tức thì lợi thế đó mất đi. Tapsen đổi mạng Maka rồi. Và bây giờ bên phía của Bar Demak mất đi Hopper thì họ đang muốn nhảy xuống B chẳng. Có check vào Next đây, một mạng cho Next rồi. Next vẫn đang lủi đây nhưng Next nằm xuống ngay lập tức bởi Jin. 3v3, Jin cũng chỉ còn những 32 máu thôi. Santaret chưa đổi được mạng nào trong tiếng vừa rồi. Bombi đã được đặt thành công đến từ vị trí của Bar Demak rồi và sẽ phải reject hay không đây? Không hề có kit đến từ bên phía Big, cũng như chỉ có một quả smoke nhảy, việc reject nó sẽ là hơi khó. Tuy nhiên thì không có việc gì khó cả, chỉ sợ lòng không bền thôi. Và có vẻ như Big cũng biết điều này, đang muốn reject cả ba người từ Bắc kit chăng? Santaret vừa bị Jin đục yếu rồi. Tiếp tục thì những tình huống mà nhảy luôn ra đến từ vị trí của hai player bên phía Big và bây giờ có một mạng của Tizian, nhưng ngay lập tức thì David đổi mạng của Tizian thành công. Vẫn đang thiếu cân bằng về người thôi. Logan ở đây có một mạng rồi. Tapsen đang bị quay, tình huống này hơi khó, quá khó thì đúng hơn. 1v2 trên tay là khổ, nhưng mà ôi
một tình huống tắt hack đi anh ơi. Và bây giờ thì double kill cho Tapsen thì Tham không còn nữa. Vâng, chúng ta có thể thấy Tapsen bắn phải gọi là quá tởm. Rất đáng tiếc rằng round thi đấu vừa rồi thì thời gian không còn dành cho Tapsen nữa. Cái tình huống hôn băng vừa rồi nó bắn cũng phải gọi là không khác gì là hack cho lắm. Một tình huống bắn thật sự là vãi cả trời trong một giải đấu chuyên nghiệp. Bắn vui vui và tường lại có mạng, thế thì là quá lộc rồi. Tuy nhiên thì mặc dù có highlight đấy nhưng vẫn là round thua rồi. Và round sau thì bên phía City họ yếu tiền rồi. Vâng. Tám ba là tỷ số hiện tại và bây giờ Big sẽ có cho mình một round eco. Eco trắng hoàn toàn luôn. Duy nhất Tapsen là người có được khẩu súng xếp được round trước. Chủ động bắt bài 4 bom sai bi đến từ bên phía của Big rồi. Và liệu có bắt đúng bài không đây? Vâng, các thành viên bên phía team 3D Max còn đang di chuyển khá đông người trên khu vực lầu B trong round thi đấu này. Với khẩu ốp trên tay đến từ vị trí của Tapsen, liệu anh có thể tỏa sáng và đem về round thắng dành cho các thành viên bên phía team Big hay không đây? Chúng ta thấy Big đang tập trung khá đông người khu vực bom sai B. Có vẻ như đây sẽ là một tiếng bắt bài đúng chăng? Nhưng bên phía team 3D Max, vị trí của Maka đã bò được vào khu vực Tetris rồi và vẫn còn rất nhiều thời gian để cho 3D Max di chuyển ngược về. Và họ sẽ làm như vậy. Di chuyển rất khôn ngoan đến từ các thành viên bên phía team 3D Max. Không việc gì phải đánh vào khu vực bom sai B cả. Khi Maka đang có cho mình một vị trí rất đẹp ở trong khu vực bom sai A. Và giờ bên phía team Big họ nghe thấy những đường chạy này. Liệu có một bách về hay không đây? Santaret đang là người giữ khu vực cửa sổ và đang có đến 2 người khu vực B-shot. HG bị bắn yếu rồi. Vâng, đang có 2 người trong khu vực window ở đây. Bên phía team Big họ vẫn đang đấu súng rất khốc liệt ở trong khu vực ladder room. Nhưng bây giờ thì lợi thế hơn người sẽ dành cho các thành viên bên phía 3D Max mà thôi. Tiếp tục là mạng nữa dành cho vị trí của Maka. Và giờ thì Tapsen có lẽ là nên đi xếp khẩu ốp này cho mình. Vâng, xếp cho mình 4.750 tiền này. Không việc gì phải cống ốp cho đối phương cả. Các thành viên bên phía team 3D Max chắc chắn nó sẽ thắng round này mà thôi. Vị trí của DVP đang đi muốn đi săn các thành viên bên phía team Big mà thôi, xong rồi. Tapsen, vâng, liệu có thể xếp cho mình khẩu AWP này không đây? Chúng ta đều biết khả năng bắn ốp của Tapsen chỉ qua round đấu vừa rồi. Và lần này thì các thành viên bên phía team 3D Max có lẽ là họ cũng sẽ không mạo hiểm trong tình huống này. Cái lượng tiền của họ thực sự cũng không phải là quá nhiều. 3D Max họ sẽ có cho mình round thắng thứ tư mà thôi. Chúng ta có thể thấy một góc rất đĩ đến từ vị trí của Tapsen. Bây giờ thì ba thành viên còn lại bên phía team 3D Max họ sẽ chỉ giữ lại mà thôi. Vị trí của Maka là người gần Tapsen nhất. Bây giờ thì Tapsen cố gắng xếp cho mình khẩu AWP này, một khẩu ốp rất quan trọng. Thực ra thì qua những cái tình huống bắn ốp của Tapsen ở trong trận thi đấu này, chúng ta cũng hiểu rằng tại sao Tapsen lại là người được giữ vị trí opper chính khi mà vẫn còn Smuya. Thậm chí vừa rồi trong lúc Linh đang nói chuyện với Tapsen, anh làm thêm một mạng nữa cho cẩn thận rồi. Đó là cái mạng của Maka thì phải. 8-4 dành cho bên phía của các thành viên team 3D Max. Cách biệt đang dần được thu hẹp lại rồi. Có vẻ như sau một vài round đầu tiên 3D Max bắn hơi choáng choáng thì bây giờ họ đã lên dần lấy lại cái phong độ của mình. Nên nhớ rằng đây là map big của họ và họ cần phải thắng ở map đấu này. Nếu để sang cái map thi đấu thứ hai, map đơn 2 thì tôi nghĩ rằng là hơi khó. Thật sự em thấy Big bắn đơn 2 không phải là quá hay. Vấn đề là Big nó chỉ gọi là thích pick cái map đơn 2 này. Thời gian đầu map đơn 2 mới được quay trở lại cái map pool thì Big có vẻ cũng là kiểu đánh phủ đầu các team ấy anh. Chưa các team kịp, chưa tập. Kịp tập đúng không? Đúng rồi, thì Big họ tập và họ có bài trên đấy. Em nhớ có trận gì mà Big còn rep cả Navi ở cái map đơn 2 mà. Đúng rồi. Sau đấy thì Navi sau cái map đấy cũng kiểu học được vài món ấy. Rồi lại ở giải thi đấu tiếp theo thì Navi lại trả thù. Đấy, pick đơn 2 của chúng tôi lại bị rep ngược. Chúng ta thấy là khả năng bắn đất 2 của các thành viên bên phía team Big thực sự không phải là quá tốt. Tuy nhiên nó không phải là quá tệ. Nó chỉ tương dường vào tầm gọi là dạng vừa. Đúng rồi, tầm trên trung bình một tí, gọi là học sinh khá ấy anh. Tiên tiến đấy mà. Vâng, nhưng quay trở lại với trận thi đấu này, 3D Max còn đang bước tành láo trong khu vực bom xe A rồi. Nhưng Tapsen cùng với đó vị trí của Tizian đổi lại cho mình những cái mạng rất quan trọng. Chúng ta thấy Santaret vừa rồi trắng xóa những người đồng đội đã cover cho anh là rất tốt. Vừa rồi thì 3D Max đang muốn làm gì đây? Vị trí của David P có vẻ như muốn đẩy qua quả smoke này, nhưng Tapsen đã phát hiện ra rồi. Và có vẻ như tỷ số sẽ là 9-4 dành cho Big mà thôi. Nhưng HG và Maka nói không. Tiếp tục thì double kill dành cho HG. Vâng, cái gì thế này? Các thành viên bên phía team Big 5-2. Nếu như họ để thua thì tôi không còn gì để nói nữa. Vừa rồi thì Gopi đang là người giữ lại ở khu vực connector, nhưng quả flash cũng là quá trắng. Vừa rồi thì Nick gặp khó rồi, một tiếng 5-2. Và bây giờ thì lợi thế hơn người lại nghiêng về bên phía team 3D Max. Nhưng các thành viên bên phía team 3D Max họ hết bom mìn rồi. Họ biết vị trí của Nick thì Nick đã nhá cho mình những tình đạn này. Vừa rồi thì bên phía team Big họ sẽ xử lý như thế nào đây? Nick trả cho mình một quả smoke nhưng ngay lập tức anh ta ăn một tiếng pre-fire đến từ vị trí của HG. Và đó sẽ là triple kill dành cho Maka. 5-2. Vâng, chúng ta thấy một tình huống mà các thành viên của Wick có vẻ như là
định quẩy sớm chăng? Thấy 5 vs 2 dễ quá, cứ lao ra hốt mạng nhưng cuối cùng thì lại để mạng hốt ngược. Chết dần đến từ các thành viên của Team Big. Và đó là lần thứ 5 trên bên phía của 3D Max rồi. Một dấu hiệu comeback mạnh mẽ khi mà đối phương đã chủ động tự hủy. Tôi đang định chê với ông 3D Max để bắn lao nháo là không ăn thua đâu, nhưng mà tự dưng bên phía Big ấy, sau khi vả mồm được mấy ông lao láo thì lại láo ngược, cuối cùng thì thua. 8 năm rồi, Big sẽ có cho mình một round đầu gọi là half 3 mà thôi. Có cho mình những khẩu Deagle giáp 1, vị trí copy, thậm chí có lên full bộ bom giáp 2 luôn cho cẩn thận. Liệu rằng có làm được gì hay không đây? Jin có vẻ như muốn nhảy lầu, đây vẫn nhảy xuống thì là chết luôn lập tức rồi. Nick là người có mạng Jin từ bắn láo rồi. 5 vs 4, bên phía của Big đang vượt trên về người, nhưng mà súng đạn thì bên phía 3D Max vẫn đang vượt trội là rất nhiều. Vâng, và giờ thì các thành viên bên phía team 3D Max họ sẽ làm gì đây? Những tình huống nhảy xuống khu vực lầu B của đến vị trí của Jin gọi là hơi quê. David P sẽ đổi lại cái mạng của Tap Sen và đưa tình huống lại về là 4v4 mà thôi. Bên phía team Big họ đang muốn di chuyển cương ở khu vực B shot. Chúng ta nhìn thấy vị trí của Next cũng như là góc B đang đứng khá cương rồi. Và Santares một góc kế trước nhưng HG đã bắn là quá tốt. Tiếp tục thì Next hạ gục được mạng của HG, đưa tình huống về là 3v3. Next cũng chỉ còn cho mình 21 máu mà thôi. Và giờ thì Tizian đang đẩy được trên khu vực Palace rồi. Các thành viên bên phía team 3D Max họ có biết được điều này không đây? Có vẻ như Big họ sẽ dồn đội hình về khu vực bom side B mà thôi. Tizian đã đẩy đến đây rồi và bây giờ Logan đang kê lại rất cẩn thận. Nhưng Tizian bắn lỗi và ngay lập tức thì anh đã phải trả giá. 3D Max họ có muốn đẩy ngược về khu vực bom xe A không đây? Họ biết rằng người đẩy khu vực bom xe A đã chết rồi. Và bên phía team Big thì hai người vẫn giữ lại ở khu vực bom xe B. Chính xác hơn là vị trí của Gobby đang di chuyển về City rồi. 3D Max họ vẫn đang bắn rất bình tĩnh, chúng ta nhìn thấy 30 giây và hiện tại thì họ vẫn đang giữ lại khu vực middle. Có vẻ như sẽ là một tiếng di chuyển lên trên khu vực middle chăng? Sẽ lựa chọn đánh vào mid to B hay là mid to A vào đây. Với cái đường di chuyển này thì có lẽ sẽ đánh lên trên khu vực B shot rồi. Chúng ta hãy cùng xem. Một quả smoke được trả cho B shot, Gobby sẽ không thể làm được gì trong tình huống này. 21 máu đến từ vị trí của Nick. Tuy nhiên thì phát bắn đầu tiên đến từ Nick là quá tốt. Và bây giờ thì không có phát bắn thứ hai. Bom sẽ được đặt thành công. Gobby sẽ làm gì đây? Logan đang là người kê lại bằng Logan. Logan bắn lỗi và ngay lập tức thì anh đã phải trả giá. Nhưng David P rất có mặt kịp thời. Và tỷ số sẽ là 6-8 dành cho các thành viên bên phía 3D Max mà thôi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhìn nhận lại, đó là một round đấu ở bên phía của các thành viên team Big chỉ là half 3 mà thôi. Nhưng họ bắn đến 4 súng đối phương. Họ bắn cho đến đối phương mất cả 4 người thì nó cũng là một gì đó ok rồi. Ở round đấu cuối cùng này thì bên phía của Big đã lên được tất cả gì mà một đội tuyển bên phía Seaside có thể lên được. Và bên phía của 3D Max thì cũng vậy. Tuy nhiên thì chỉ có vị trí của Jin là người yếu bom thôi. Và đang có một tình huống mà trông giống vẻ như là một setup bài default rồi. Đang đứng 4 người cùng A-Man này. Bắt đầu có những quả smoke được trả ra. Vị trí của Tizian đang bắn khá cường với A-Man. Một đạn Tizian rồi. Có phải là một kiểu, đó là một kiểu C4 rơi rồi. Bắn quay từ vị trí của Tizian ngày thì hôm nay. Sắp đao hoàn toàn đi đánh ấy của bên phía 3D Max luôn. Liệu có nhận lại được quả C4 hay không đây? Santres đổi vị trí cho Tizian rồi. Sẽ là người kê trực diện khu A-Man này. Back về đến 4A đến từ bên phía của Big. Quá khó cho 3D Max rồi. Nhưng bây giờ thì David P có được một mạng của Tapsen. Và lại một nữa Tizian. Muốn cường A-Man. Có thêm một mạng nữa. Triple kill Tizian trước khi nằm xuống rồi. Maka đổi 2 cho mình. Đưa về tình huống đó là 2v2. Nhưng mà Nick bắt được David P của Victor rồi. Và giờ thì một mình Maka. 1-2. Tham vẫn còn nhiều để Maka có thể xử lý nhanh. Không hề còn bom nữa. Sẽ phải xử lý bằng cái tay của mình thôi. Trong khi đó thì bên phía Big, vị trí của Nick vẫn còn một lửa và một smoke. Bây giờ mà ui thôi đặt bom luôn ư. Mà Maka không thể đặt được thì có đó vị trí của Gobi của City. Và đó là thứ 9 cho bên phía Big, bên phía City side. Tuy nhiên thì nhìn đĩa mà nhìn lại anh ạ. Anh nhớ lúc đầu nó là 8-1, giờ nó lên được 9-6 rồi. Có lẽ cũng là một kết quả khá đẹp dành cho các thành viên bên phía Team 3D Max. Ngày hôm nay thì Tizian đang bắn phải gọi là như chú em ạ. Vấn đề là mấy ông đồng đội thì có vẻ như vẫn đang hơi ý lặng. Nhưng mà rồi nhân về 2v2 nó phải gọi là hơi hốt đấy. Tizian thì nó là 3 rồi nhưng mà vẫn là 2v2 thôi. Hơi lạ một tí nhưng sao cả. Chẳng có gì bom man đẩy tia bom xe B ở một pass xong đồng đội vẫn chết. Chết hết ở bom xe A rồi em ạ. Thế nó mới gọi là 2. Sao? Đây. Phải có một thứ 2 không? Cách biệt 3 ra đấu trên gôn thì nó không lớn lắm. Hai bàn thắng trong bóng đá thì nó là rất lớn. Đặc biệt là ở cái khoảng thời gian mà cũng được nửa hiệp 2 rồi em ạ. Nửa gì anh? Đây còn là 2 phần 3 rồi. 2 phần 3 hiệp 2 rồi. Anh không nhìn rồi. Rõ lắm. Thế thì thôi chắc là bài ngu. Bài. I was dancing on my own. When you spill that rum and coke on my t-shirt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trong giây lát và nghe những bản nhạc cực kỳ sôi động của ESL.
bản nhạc này thì theo như thông tin mình biết thì cái bản remix này nó chưa có trên mạng. Anh em chắc phải đợi có qua là mong họ tên anh thực sự thì mình là một người yêu nghề mà em không có gì vui hơn là được phục vụ các khán giả càng lâu càng tốt, cho anh gần viewer thêm chút nữa. Ok, ba ok này video sẽ mất đi linh thù em ạ. Em thấy bản gốc hay hơn mà đúng không? À, anh cũng thấy bản gốc hay hơn nhưng mà cái này còn tùy xem mình nghe bản nào trước. Các bạn nghe bản remix ngày trước, các bạn bảo bản remix hay hơn. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại map thi đấu đầu tiên trong trận BO3 ngày hôm nay giữa Big và 3D Mark. Map thi đấu Mirage và hiện tại thì Big đang dẫn trước với tỷ số là 9-6 rồi. Rapistone này sẽ là một Rapistone khá quan trọng dành cho cả hai team. Nếu như Big chiến thắng được ở trong Rapistone này thì cơ hội dành cho họ kết thúc trận đấu này sẽ là khá cao. Và chúng ta có nhìn thấy Hobby vẫn là người lên bom dành cho các thành viên bên phía team Big mà thôi. Có một khẩu P250 được drop cho vị trí của Santares rồi. Liệu với khẩu P250 thì Santares sẽ làm được gì đây? Và các thành viên bên phía team Big, họ đang di chuyển 3 người lên trên khu vực lầu B và 2 người sẽ giữ ở khu vực lầu A. Tuy nhiên thì quả C4 đang được giữ ở khu vực lầu A cùng với đó vị trí của Tapsen và Santares. Có vẻ như sẽ là một tình huống mà 3 player còn lại fake B cho Tapsen và Santares đẩy vào trong khu vực bom sai A. Rồi chúng ta hãy cùng xem, đang di chuyển vào trong khu vực bom sai B và các thành viên bên phía team 3 Denmark họ vẫn đang dẫn rất chỉ 2 người ở khu vực bom sai A. Có vẻ như họ sẽ không bị đánh lửa tình huống này, nhưng bây giờ thì những player bên phía bom sai B và các thành viên bên phía team 3 Denmark bị bắn là khá yếu. Nhưng Santares và Tapsen cũng lộ vị trí rồi, quả C4 đã lộ và với khẩu P250 này thì Santares sẽ làm được gì đây? Vâng, chúng ta thấy bắn P250 tầm xa sẽ cải thiện rất nhiều so với Glock và một cái headshot dành cho vị trí của Santares rồi. Bên phía team 3 Denmark đang có người đẩy ở khu vực middle, nhưng Big họ đang di chuyển rất nhanh về bằng cả 4 chân. Và giờ thì Tapsen hạ gục được mạng của Maka. Tiếp tục thì Santares không được rồi, nhưng tình huống vẫn đang là 3v3. Đây VP đang đổi những người các thành viên bên phía team Big ở đằng sau. Và liệu Big có biết được điều này hay không đây? Vâng, những người nằm trong bom sái đều phải nằm xuống rồi. Và cuối cùng thì đây VP cũng không có cơ hội. 16 dành cho các thành viên bên phía team Big. Round thi đấu mà Tapsen đã bắn quá tuyệt vời, triple kill dành cho Tapsen. Và chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của Santares cười rất tươi, một nụ cười phải gọi là rất bẩn. Vâng, một round đấu mà bên phía của 3D Max mặc dù thua nhưng mà họ đã dạy cho chúng ta một bài học, đó là chưa thể C4 thì không được gì phải retake về vội cả. Vừa rồi một round đấu mà hai bom sợi của 3D Max đứng rất chì, còn đến 3 thành viên của Big lộ diện cùng apart rồi nhưng mà vẫn không back về. Tuy nhiên thì đến lúc bắn nhau thì họ lại thua. Ý tưởng thì là hai đấy nhưng mà tay thì lại không bằng người ta. Bây giờ là một đầu eco trắng trên phía của 3D Max rồi, chủ động bắt bài bắn 5 bom sợi luôn. Tuy nhiên có là đủ hay không đây? Santares có như một mạng rồi, có double kill, triple kill, nhưng đó phải là quad double kill rồi. Gobi trả thù thành công, đưa về tình huống một mình David B chấp 4 rồi không được rồi. Nick cũng có mạng của David B và tỷ số là 11-6 cho bên phía của Big. Một đầu đấu khá nhẹ nhàng và tình cảm thôi, mất duy nhất vị trí của Santares. Tuy nhiên khẩu AK cũng đã nhặt lại rất dễ dàng dành cho các thành viên bên phía team Big. Và thử thách của họ sẽ đến ở round thi đấu tiếp theo.
Tuyền với việc ý cổ ra thi đấu thứ hai, các thành viên bên phía team Bademark có lẽ họ sẽ không đủ tiền lấy lên ốp. Đúng là như vậy rồi. 4 khẩu AUG và 1 khẩu Famat. Đây là một quả smoke để đẩy ở khu vực middle. Tuyền bên phía team Bademark liệu có muốn đẩy mid hay không đây? Căn tham mình để trả quả nết vào. Quả nết có vẻ như sẽ không trúng. Tizian chỉ mất cho mình 1 máu mà thôi. Bên phía các thành viên big ở trong round thi đấu này thì vẫn còn đó là 2 khẩu Mark 10, 1 khẩu Galiar và vị trí của Gobby sẽ là người cầm cho mình khẩu SG553. Vâng, tôi cũng không biết là Gobby thể hiện với khẩu SG553 này như thế nào đây. Nhưng các thành viên bên phía team big có vẻ như họ đang muốn đẩy lên chiếm khu vực middle và họ sẽ thành công trong tình huống này mà thôi. Bademark thì round thi đấu này họ bắn đến tận 3 người khu vực bonsai A. Solo B đến từ vị trí của HG, David P đó là người kê lại khu vực middle rồi. Một round thi đấu bên phía team Bademark bắn khá đông A. Bây giờ thì một quả smoke trả vào khu vực connector. Và tìm phía team big họ sẽ có thể di chuyển vào khu vực B-shot rất thoải mái. Liệu có phải một tiếng đến mid to B hay không đây? Quả C4 vẫn được giữ lại bên ngoài khu vực lâu B. Sẽ là một round mà bên phía team big họ chuẩn bị chỉ chiếm map mà thôi. Sẽ là những tiếng đánh chậm. Và bây giờ thì Santares đang được boost lên trên khu vực jungle rồi. Nhưng Gobby bị bắn yếu. Ngay lập tức thì Gobby quay lại 180 độ và bắn vào mặt của Maka. Một tiếng bắn rất ảo đến từ vị trí của Gobby. Và bây giờ thì bên phía team 3 Denmark vâng vẫn còn đến 3 người không bom sai A, nhưng không có ai kê jungle cả. Và lần này thì Jing lại là một lần nữa 180 độ. Santares là người bắn lỗi trong tình huống này. Các thành viên bên phía team 3 Denmark đã cân bằng được lợi thế về người rồi. Nhưng bây giờ thì họ đang di chuyển lên trên khu vực bom sai A. Next là người giữ lại trên khu vực Palace. Và liệu có một quả lửa được trả xuống vị trí của David P hay không đây? Gobby vẫn đang giữ lại được ở khu vực shot ladder room. Và bây giờ thì tanh lên trên khu vực bom sai A rồi. David P rất yếu máu, nhưng bây giờ Logan bắn là quá bay. Vâng, các thành viên bên phía team big bị shut down hoàn toàn ở bên ngoài khu vực bom sai A. Và Gobby sẽ là người sống sót cuối cùng với 10 giây thì chắc chắn sẽ đi xếp súng mà thôi. 7-11 dành cho các thành viên bên phía team 3 Denmark. Tình huống bắn phải gọi là mù mắt đến từ cả hai team. Bắn vào lưng rồi, tuy nhiên thì có vẻ như là vẫn hơi khó. Để cho hai tình huống liên tiếp mà hai team họ đều để cho đối phương quay 180 độ vả ngược vào mồm, mặc dù đã có lợi thế bắn vào lưng đối phương mà có vẻ như là vẫn không muốn làm chăng. Round thắng tiếp theo bên phía của 3Dmark rồi. Thu hẹp khoảng cách xuống, bây giờ chỉ còn đó là 4 round đấu mà thôi. Hoàn toàn có cơ hội comeback đến từ bên phía của 3Dmark ở Matthew Miras này. Và bây giờ chúng chờ xem nào. Như vậy là ở round đấu tiếp theo bên phía Big vẫn có thể full bài được. Tuy nhiên nếu 3Dmark có thể một lần nữa chiến thắng thì họ sẽ đưa bên phía Big vào thế yếu tiền. Có những khẩu AK lên rồi. Vẫn một Gobby ra đấu này, vẫn được bắn của SG, nhưng vừa rồi Jin có một mạng của Tizian rồi. Người bay nhất đã nằm, thậm chí cả Gobby cũng nằm luôn. Bắn quá hay vị trí của Jin trong tình huống vừa rồi. Đem lợi thế người là rất lớn cho bên phía của 3Dmark. Nhưng lập tức thì Jin vừa khen anh thì anh nằm xuống luôn cho cẩn thận. Thu hẹp khoảng cách về người xuống còn 4v3 rồi. Nhìn nhanh thì chúng ta thấy rằng vị trí của HG ở trong round đấu này, anh ấy đang là người chủ động bắn một khẩu XM1014 solo B. Thực ra ở vị trí của HG là một vị trí đẹp để bắn khẩu sóc lọ này. Tuy nhiên có làm được hay không nó lại là câu chuyện khác. Big thì sao đây? C4 vẫn đang vứt lại ở khu vực middle, chưa lộ ra ý đồ muốn đi đâu cả. Time thì vẫn còn rất nhiều, không được gì phải vội cả. Đặc biệt là khi đang thua người ở nhà thì chỉ một bước đi sai thôi nó sẽ đem về một round thua cực kỳ tai hại như bên phía của Big. Và bây giờ thì bên phía của Big bắt đầu những bò trơn không bị shot rồi. Không hề có những quả smoke che vector hay là jungle nhảy. Bò thẳng vào shot nó sẽ là hơi mạo hiểm chăng? Dưới next đang là người đi đầu rồi. Bom sai B, một mình HG thôi. Sẽ bị tổ quay trong tình huống này chăng đây? Tapsen với cả vị trí của thanh niên next đã bò trơn vào rồi. Nhưng Tapsen vừa rồi pick được mạng của Maka. HG cần phải vào tốt tình huống này, không sao cả. David B cũng đã bách được hỗ trợ rồi. HG nằm xuống một tiếng bị đá vào đầu. David B cũng chết ngay lập tức trong khu market. Và đó sẽ là lần tiếp theo bên phía Big thôi. Một tình huống 4v3 mà bên phía Big cũng hết bom rồi. Tuy nhiên thì bên phía Bademark lại chủ động giơ mồm với đối phương bắn. Đó là round thứ 12 bên phía Big tại Matthew Miras này rồi. Khó dành cho 3Dmark rồi. Tình huống này Logan chắc chắn sẽ cố xếp cho mình cái khẩu AUG này thôi. Vâng, vừa rồi thanh niên cầm khẩu auto shotgun bắn phải gọi là mù mắt. Thật sự là mù mắt anh ạ. Có lẽ là cầm khẩu Mark 7 còn hơn. Không để lên cái khẩu gì đi lại cầm khẩu auto shotgun đứng bắn thì như không biết là như gì nữa. 12-7 3Dmark vừa gieo lên một tia hy vọng comeback thì lập tức chúng ta thấy sự khác biệt rất lớn giữa Big với 3Dmark. Một tình huống 3v4 rồi, nhưng cả 3 viên bên họ thắng và không mất thêm một ai cả. Logan thậm chí đây còn định một nhầm gần Nex chăng. Nghĩ rằng nếu tình huống này ra bắn nhau xanh chín có khi Nex còn kết thúc luôn cả mạng Logan thì nó sẽ là tai họa cho bên phía của các thành viên team 3Dmark. Bây giờ thì đã có một quyền tái thiết của báo tiếp theo được côn rồi. Chung là chúng ta có thể thấy là tay của 3Dmark so với bên phía team Big nó gọi là hơi yếu.
nhìn Santarez, Santarum, táp sen, táp sủng thế này thì bắn thế nào được? Kể cả là nách luôn. Ui, anh nhìn này, anh nhìn coach của ấy này, cầm cả một sập A4 này. Ui dồi ôi, bình này, thường Archelit nó chỉ cầm sách giáo khoa, sổ, kiểu nhỏ, sổ tay nhỏ nhỏ. Sổ tay, ông này cầm, một sập này, A4. Cái này anh gọi là sớ lắm ạ. Ui, sớ luôn. Cái này là một bài sớ luôn được. Trông hơi cục xúc đến từ huấn luyện viên của team Big. Đùa chứ bình thường người ta cầm mỗi cái sổ tay. Ghi chép vài dòng nhỏ nhỏ rồi ông em cầm. Trông hơi mất quan điểm nhỉ. Nhưng giờ quay trở lại với trận đấu này thì sẽ là một round đấu hot eco bên phía Big thôi. Ba Remark thì chỉ duy nhất Logan là người xếp được cho mình khẩu AUG, giáp 2, một kit và một smoke. Mình nghĩ rằng sẽ không đủ đâu, trừ khi Logan có một tình huống hóa thú. Vâng, Logan thì phải hóa đúng là Wolverine lên thì mới có thể làm được trong tình huống này. Vẫn đang là tình huống đẩy ở khu vực middle, Logan đang là người kê lại. Tuy nhiên các thành viên bên phía team Big, Big cũng là một team có khả năng bắn ở trong những round anti-eco này là khá tốt. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng xem liệu round thi đấu này Big có sẩy chân hay không đây. Đang di chuyển về khu vực bom Saya đến từ các thành viên bên phía team Big rồi. Và vị trí của ba Debug đang đẩy được khu vực middle đến từ Maka. Tiền mới chỉ đẩy lên trên khu vực middle mà thôi, vẫn chưa thể đẩy sâu hơn. Và các thành viên bên phía team 3 Debug họ đang giữ đến vị trí của Logan cũng như là Jing ở khu vực bom Saya. Và giờ thì một quả smoke được trả vào khu vực middle rồi. Có vẻ là bên phía team Big họ đang muốn di chuyển ra khu vực middle. Và Logan đang là người kê lại từ khu vực connector ra. Các thành viên bên phía team Big liệu họ có gục ngã khu vực middle hay không đây, khi ba Debug đang di chuyển cả 5 người ra khu vực middle rồi. Copy có phải đánh hơi đến cái gì đó thì phải. Vâng, Copy chỉ quay lại để ném lại quả C4 mà thôi. Và giờ thì Tizian đang di chuyển lên cùng với đó là vị trí của Copy. Có bom mìn được trả vào hay không đây? Logan đang có một góc kê đẹp ở đây. Những quả smoke vào khu vực bom Saya sẽ khiến cho Logan mất tập trung rồi. Và giờ thì bên phía team 3 Debug đẩy lên với những khẩu USP. Còn đó sẽ là lựa chọn không khôn ngoan. Double kill dành cho Tizian rồi tiếp tục búp flash vào nữa. Và giờ thì Logan quá muộn rồi. Chỉ một quả smoke mà thôi đã khiến cho Logan phân tâm. Và ngay lập tức những người đồng đội của anh phải trả giá 13-7 dành cho các thành viên bên phía team Big. Round đầu sau sẽ là một key. Sẽ là một round đầu key cho bên phía của key round cho bên phía của team 3D Max rồi. Nếu thua tiếp thì lượng tiền của họ sẽ rất nghèo bên phía City Side. Khả năng cao sẽ để mất cái Mac Point cho Big đã. Có op chưa đây? Có op cho Maka rồi. Có 3 UG, 1 M4S. Nhưng lượng bom thực sự đang rất nghèo bên phía City Side. Thậm chí không có kit như này. Nếu như để đối phương chiếm được bom site rất khó để retake. Và giờ chúng ta chờ xem nào. Bom đã ít rồi nhưng thích trả sớm từ có 3D Max này. Thì khoảng thời gian sau khi mà Big họ set up bài rất khó để chống trả. Chúng ta chờ xem. Bắt đầu có những quả flash hay chưa đây? Ném rồi. Những quả smoke cắt sai rất đơn giản mà ai cũng biết. Trừ tôi rằng bay vào khu bom sợi. Chia cắt hoàn toàn đội hình bên phía 3D Max rồi. Sẽ đặt bom A thành công rồi. Tizian vừa rồi thậm chí lấy thêm cả mạng Logan nữa cho nó cẩn thận. Jin đây đang cố gắng nhưng rất khó để có mạng được khi mà bên phía Big chủ động đặt một quả bom cho khu vực Palace. Không, đó đúng hơn là một quả bom cho khu vực Amen. Rất xin lỗi các bạn. Bây giờ thì 4v5. Có muốn làm hay không đây? Mình nghĩ rằng 3D Max họ nên xếp súng vào round đấu này. Round sau biết đâu được cơ hội, chứ nếu cố gắng retake bây giờ và chết hết thì sẽ là toang luôn. Và như vậy là đúng là xếp súng rồi. 14-7 cho bên phía của Big. Một round đấu nó diễn ra khá là nhẹ nhàng khi mà Big họ chỉ là đánh một bài A default thôi. Và bên phía 3D Max hoàn toàn không có lượng bom mình để trả lại. Dạ, thấy cái việc thiếu bom mìn nó đang khiến cho 3D Max gặp nhiều bất lợi như thế nào. Và bây giờ thì Big sẽ có một round thắng rất dễ dàng, chỉ một mạng mà thôi. Ngay lập tức thì Big sẽ có cho mình round thứ 14. Có vẻ như là các thành viên bên phía team 3D Max họ sẽ để thua ở chính map pick của họ rồi. Có lẽ tỷ số sẽ là 16-8. Sao lại vẫn 16-8 em? Vẫn thắng được một round nữa. Cho người ta một round danh dự nữa. Anh thấy nãy giờ bắn ở bên phía City Side mới được có một round. Nhưng vấn đề là lúc đầu anh em dự đoán là 16-0 thì bây giờ lên đến 7 round danh dự rồi, vẫn phải lên đến 8 round danh dự. Hơi nhiều danh dự em ạ. Anh thấy thích số 7 hơn. Thôi anh nghĩ là tỷ số nó dừng lại đây thôi. 16-7 cho 3 điểm mắc. Danh dự thì đã đủ rồi. Hôm qua bắn Ratchalit cũng lên được 7, hôm nay cũng 7 cho được kịp. Như một thói quen thôi. Bây giờ chúng ta thấy rằng gương mặt trông hơi buồn đến cái biển team 3D Max rồi, không phải biết ngồi đây làm gì, thậm chí cái team này không có đồng phục luôn thì phải. Nam anh ấy giờ mới để team không có đồng phục nhở. Nam anh mỗi người mặc một cái áo, thích mặc gì mặc đấy. Bảo sao thua đúng không? Cái team mà không có đổi cái áo team thì nó trông là hơi đau hốc. Nó không có tinh thần đồng đội, nó không có tính nghiêm túc. Đây lại còn đi bắn giải LAN. Bắn online mà không mặc đồng phục mình còn thấy ok. Đây mấy ông đi bắn giải LAN rồi lại còn mặc mỗi ông một kiểu. Không biết có ông nào ở dưới là còn mặc quần đùi quần xịp hay không. Kiểu biết là lên hình phần trên đấy, ở dưới mặc quần đùi cho thoáng chăng. Bây giờ chúng ta quay trở lại với trận đấu nào. Như mình nói thì là key round của 3D Max rồi. Nếu thua round đấu này thì 80-90% sẽ là thua luôn map theo Mirage này. Trong khi đó bên phía Big thì làm nữa, phi rất nhồng khu Palace, phi đến 3 người Palace ừ. Bên phía của 3D Max đang chủ động bỏ hết khu bom xây, chỉ có một mình Logan bắn cương thôi. Nhưng mà cương kiểu này thì mất hết rồi.
Zin đổi một mạng của Nick, đưa về tình huống 4v4 như vậy sẽ là chưa mất hết đâu. Vẫn còn hy vọng cho bên phía của Bademark. Tuy nhiên thì lại là một bài AD fail rồi, và đó khiến cho Bademark mất hoàn toàn khu bom sợ ấy. Đặt bom thành công rồi. Ở round đấu này thì Bademark họ đã có kit, có rất nhiều flash cũng như là những lượng bom để chơi được. Và vừa rồi một quả nết đã kết thúc mạng Tizian. Những đổi mạng là rất nhanh từ vị trí của Santaret, đưa về tình huống vẫn đang là cân bằng về người thôi. Vừa rồi thì Tapsen có vẻ như muốn đuổi con smoke để kết thúc mạng Maka. Chẳng có mạng cho Tapsen rồi. Một tình huống mà mình tưởng rằng Tapsen sẽ là người nằm xuống nhưng không. Bắn quá tởm của Maka của mình. Tiếp tục thì Gobi đổi thêm một mạng nữa trước khi nằm xuống bởi quả nết của Hatsi. Và giờ Hatsi 1v2 với chỉ 16 máu ư. Tôi không tin là Hatsi làm được đâu. Nào, có làm mà làm vào mắt khi tham không còn đủ nữa rồi. Và đó sẽ là max boy bên phía của Big. Và họ sẽ có liên tiếp 8 cái max boy ở Matthew Miraz này. Dễ lắm rồi. Bắn thế này thì bỏ đi mà làm người chứ bắn gì nữa. Vâng, chúng ta lại thấy các thành viên bên phía Thiên Bích họ đang bắn quá tởm. Tapsen sau đấy có đổi luôn cho mình khẩu ốp và kết thúc luôn cái mạng cuối cùng của thành viên bên phía Team 3 Đen Bắc. Không một khẩu súng nào được xếp cả. 15-7, có lẽ là không có ra danh dự thứ 8 rồi. À, như vậy là rất xin lỗi các anh em của 3 Đen Bắc. Đây là EX 3 Đen Bắc thôi, họ đã bị ngừng tài trợ rồi. Họ không còn nhà tài trợ nữa, cho nên là không còn áo đấu. Cho nên đúng là rồi. Phải mặc thường phục. Rất xin lỗi 5 anh em của 3 Đen Bắc. Rất xin lỗi, mình rất xin lỗi. Chút nhầm lẫn đã khiến cho mình buông ra những lời không hay với các bạn. Mặc dù các bạn vẫn đang thi đấu trên tinh thần vui là chính thôi. Đúng rồi, tinh thần gọi là cố gắng đến đây gọi là học hỏi. Đúng rồi. Thua thì thôi đi về, coi như mình có chút kinh nghiệm. Biết đâu mình có một màn thể hiện hay lại được một top team đấy gọi về thì sao. Một cú làm 5 được ạ, nhưng không, bắn như này thì không top team là họ gọi về cả. Và thật sự vừa rồi Tapsen bắn kinh quá anh ạ. Nó bắn thế thì chịu. Anh tưởng ở đấy nó 5 xuống rồi cơ. Nhưng mà không, nó còn bắn thêm vào mồm Maka cho cẩn thận. 15-7 sử dụng cho mình một quyền pow. Liệu có phải là một cú pow của những người Trung Quốc hay không đây? Vậy là sẽ có 8 cái max boy liên tiếp. Và giờ thì bên phía của 3D Mark đang cố up tất cả những gì có thể rồi. UMP45 Farmat là những khẩu súng được lên để cho Zinka và cả chị của Logan. 3 thành viên lại vẫn có những khẩu súng to. Liệu có là đủ hay không đây? Gobi đối đầu trực diện với Maka, nhưng mà vừa rồi thì David P đã bích được mạng Santaret khu ở pass này. Một chút lợi thế về người cho bên phía của 3D Max rồi. Liệu họ tận dụng được cái điều này không đây? David B vẫn muốn đẩy tiếp với khẩu ốp. Mình bắn khá liều đến từ vị trí của David P. Nhưng cũng đúng thôi, vào những thời điểm tuyệt vọng này thì cần phải đưa ra những giải pháp tuyệt vọng. Vác ốp đi đẩy. Và bây giờ thì bên phía của 3D Max, David P đã lấy được rất nhiều lượng thông tin rồi. Sẽ tự tin bắn 4A luôn đến từ bên phía của 3D Max mà thôi. Và liệu rằng Bích có vào được ai không đây? Bắn đến 4 người phụ công xe ai như này thì T-side sẽ hơi khó vào. Và giờ thì Maka đối đầu với Tizian, và Tizian một tình huống mà hai bên trườn trong quả smoke, nhưng cuối cùng thì Tizian là người chiến thắng. Gobi cũng bích được cả mạng David B rồi, và lợi thế người của bên phía 3D Max đã mất hoàn toàn. Nhưng không, Logan đổi hai đấm thẳng vào mồm Caster rồi. Zinka cũng bích mạng của Tizian, vị trí của Gobi là người cuối cùng còn sống. C4 vẫn đang vượt được T7, 1v3 đến từ vị trí của Gobi, liệu có làm được hay không đây? Thời gian vẫn đủ cho Gobi xử lý. Tuy nhiên thì bên phía 3D Max quyết định của họ có vẻ như là muốn giữ cả ba người ở đây luôn rồi. Một tình huống đánh lôi phía 3D Max, nếu như có động thì có thể retake cùng nhau được. Vẫn còn đó hai quả smoke và một flash thế này, không việc gì phải vội cả. Vị trí của Gobi sẽ đặt quả bom ở khu team của khu B side thành công rồi. Và sau đó sẽ là một tình huống retake 3v1, chúng ta chờ xem nào. Vâng, chúng ta cùng chờ xem bộ não của Gobi sẽ thể hiện như thế nào ở trong round thi đấu này đây. Một tình huống 1v3, trên tay Gobi là một khẩu SG553 và hai quả flash. Nhưng bây giờ thì Gobi rất an toàn, đặt cho mình một quả bom rất kín. Và chúng ta cùng xem Gobi chọn vị trí ở đây. Hiện tại thì khoảng thời gian này Gobi vẫn có thể thoải mái di chuyển khi đối phương đang di chuyển đến 3 người khu vực market. Đẩy vào cùng nhau rất cẩn thận, nhưng Gobi không biết điều này. Và Gobi nhảy ra rất đông. Một mạng, hai mạng, không có mạng thứ ba dành cho Gobi rồi. Những tiếng tràn ra lũ lượt đến các thành viên bên phía team 3 đây Mark. Tuy nhiên thanh niên cuối cùng đó chính là vị trí của Logan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Mất đến 4 súng dành cho các thành viên bên phía team 3D Max. Và họ sẽ có cho mình round danh dự thứ 8 rồi thôi. Liệu có phải 16-8 hay không đây? Cộng 8 danh dự rồi. Bên phía 3D Max vẫn đang cố gắng dãy giụa những round đấu tiếp theo ở Matthew Miraz này. Tuy nhiên cách biệt bây giờ nó là quá lớn rồi. Tôi nghĩ rằng chỉ cộng thêm vài danh dự thôi, chứ để mà comeback lên OT thì nó là hơi khó. Big ở round đầu tiếp theo này họ vẫn full buy được. Và kể cả nếu như có tình hợp, trường hợp xấu nhất xảy ra là họ thua tiếp thì round sau họ vẫn buy được. Lượng tiền của Big bây giờ đang là quá nhiều rồi. 4-3 khẩu AK, 1 khẩu SG553 và ốp của nhiều Tapsen. Big chủ động tràn ra 3 người cùng middle. Và Tapsen đang dùng muốn first pick người ở đây. Và Tapsen chưa nhìn thấy ai rồi. Một tình huống mà
mình có X-ray thì mình tưởng là nhìn thấy thôi, nhưng không, đó là một cái tường rất dày đã chắn như mặt của Tapsen. Buflat ra là hợp lý rồi, đẩy lui được vị trí của thanh niên David P vào trong khu B-side, không thể cường ở short được nữa. Bên phía của Bex mới chỉ 1 phút 25 giây thôi, họ đã kiểm soát hoàn toàn khu middle rồi. Vậy liệu rằng ý đồ của họ trong trận đấu này sẽ là đánh mid to B hay là đánh mid to A đây? Gốc B bỏ luôn vào ladder room, đang có rất nhiều phạm vi di chuyển dành cho thành viên của team Bex ở round đấu này. Bên phía 3D Max thì sao đây? Zin đang muốn đối đầu với Gobi chẳng, trên tay chỉ làm khẩu pha mát mà thôi. Đối đầu với cả những khẩu AK sẽ là hơi liều. Và bây giờ thì David P cùng với đó là vị trí của HZ sẽ là hai người giữ chung bom xanh B. Tuy nhiên C4 thì vẫn đang giữ lại cuộc top mid, đúng là khu B short này. Và bây giờ thì có một bàn Tapsen rồi, một tình huống kê quá kinh nghiệm đến từ Tapsen, đem lợi thế hơn người về cho bên phía của Big rồi. 3D Max họ đang gặp những sự khó khăn nhất định ở đây, họ thua người, thua thiệt về cả lực info nữa, họ không hề có một chút thông tin gì về đối phương cả. David P vừa rồi được mạng của Tapsen đưa về tình huống 4v4 và Nick ở đây đang cố gắng tạo động của Gobi sai. Nick chưa có mạng nhưng Gobi đã là người kết thúc mạng của David P rồi. 4v3, Tham chỉ còn 28 giây, quả C4 vẫn đang đứng ở khu B short và nhảy vào Django rồi. Nhưng bây giờ thì Logan kết thúc mạng Gobi, C4 rơi ở theo một cách rất tù và bây giờ thì Tizian đổi mạng của Logan sẽ nhặt bom vào đây thôi. Tham này mà chạy về B nó hơi mạo hiểm, bây giờ không được rồi. Zin đã về đây và kết thúc bảo Tizian, Tham không còn nữa. Bên phía 3D Max bây giờ có đứng im cũng thắng rồi. Đó sẽ là đoàn thứ 9 trên phía của 3D Max ở cái map theo Miraz này. Tôi không hiểu tại sao Gobi vừa rồi người cầm bom lại chọn một cái hướng di chuyển gọi là quá là liều lĩnh, một mình di chuyển vào trong khu vực jungle. Quả C4 rơi là quá tai hại. Vừa rồi thì có gì để di chuyển lên trên khu vực collector đàng hoàng, không hiểu sao lại thích nhảy vào làm trò, hoặc kể cả là chạy vào B-shot bắn nhau cùng đồ đội luôn được, đang có người ở phát bắn nhau với địch trong B-side mà. Tuy nhiên thì anh lại chọn một con đường mà theo mình nghĩ là nó có thể thông minh nhất trong số 3 con đường rồi. Vâng, và đó sẽ là danh dự thứ 9 dành cho các thành viên bên phía đi 3D Max. Và liệu danh dự có trở thành luôn một cái map chiến thắng dành cho 3D Max hay không đây? Liệu có OT hay không? Tuy nhiên con đường vẫn còn là rất dài, 6 round thi đấu nữa. Và các thành viên bên phía team Big ở trong round thi đấu này họ vẫn đủ tiền để có thể full buy một khẩu Mark 10 dành cho vị trí của Next. Có những dấu hiệu yếu tiền nhất định rồi. Vì thế bây giờ bên phía team Big giải thấy lượng bom mìn là khá đủ, vẫn là một khẩu SG553 dành cho vị trí của Hobby mà thôi. Tapsen vẫn có ốp. Và các thành viên bên phía team Big ở trong round thi đấu này họ không di chuyển ra khu vực middle đông nữa, họ đang di chuyển khá đông người lên trên khu vực lầu B. Liệu có phải là một round thi đấu mà bên phía team Big họ muốn chiếm mid chậm hay không đây? Santares đã là người bò trườn ở khu vực cống cùng với đó là vị trí của Tapsen rồi. Và có vẻ như các thành viên bên phía team Big họ sẽ chiếm mid khoảng thời gian 1 phút. Tizian là người di chuyển ở trên khu vực top mid. David P đang đứng một góc khá cường với khẩu auto shotgun. Maka sẽ là người kê trực diện lên top mid. Và chúng ta hãy cùng xem liệu các thành viên bên phía team 3 Bắc có thể giữ được mid hay không đây. Quyền giữ mid ở bên phía City side map thì đấu Mirage này chưa bao giờ là lựa chọn dễ, là một cái gì đó dễ dàng cả. Và bây giờ thì những quả smoke được trả giá đến từ bên phía T-side. 3D Max sẽ phải bỏ ra khu vực middle rồi. Maka đã lộ vị trí ở đây. Nhưng Santares vẫn đang giữ lại khu vực connector mà thôi. Có thể là một người khu vực ticket box nữa. Và tiếp tục thì ba mạng bên phía team Big nằm xuống rồi. Nhưng Santares liệu có phải một thiếu Santares làm tắt hay không đây? Có đó là vị trí ở Gobi, hạ gục Logan nữa. Biết rằng Jing đang là người giữ khu vực T-treat. Chúng ta thấy Santares đang kê là rất cẩn thận. Jing thì vừa rồi cũng đã hạ gục một mạng bên phía team Big rồi. Nhưng đây sẽ là mạng thứ hai dành cho vị trí của Jing. Gobi cũng đã lộ vị trí. Và bây giờ thì Gobi có vẻ như là hơi khó rồi. Jing trả ra một quả nết. Và đó là một quả nết nhưng chưa chết vị trí của Gobi. 5 máu, HG không có bom rồi. Và sẽ để cho vị trí của Gobi đặt bom thành công mà thôi. Có bom default, bây giờ di chuyển ra như thế nào đây? Quả nết là chính xác đến vị trí của Gobi nhưng không được rồi. Quá yếu máu đến từ Gobi. Và đó sẽ là round thứ 10 dành cho các thành viên bên phía team 3D Max mà thôi. Tiếng bắn khá khét đến từ vị trí của Santares cũng như là Gobi. Tuy nhiên đó là không đủ. 10-15 dành cho các thành viên bên phía team 3D Max. Round thi đấu này thì họ đặt được bom mìn. Tuy nhiên thì liệu có đủ tiền có thể full buy trong round thi đấu tiếp theo đây hay không đây? Có lẽ là sẽ chỉ có khoảng 3.400 tiền mà thôi. Đúng là như vậy rồi. Hobby có thể lên cho mình một khẩu AWP. Santares có thể mua AK. Tuy nhiên nó sẽ là hơi khó một chút. Bên phía của 3D Max vẫn đang tiếp tục những cái bước đi chậm rãi của mình trên con đường comeback. Và đây rồi, Big. Như vậy quyết định họ sẽ là một round đấu H3 mà thôi. 3D Max họ đang có cơ hội để có cho mình round thắng thứ 11 bên phía Cityside map Miraz này. Một round đấu mà Big chỉ có những khẩu lục giáp thôi. Có bộ bom trên người của Gobi cũng như là Tizian. Thì liệu rằng có làm được gì không đây? Một tiếng mục có vẻ như một Rusby rồi. Nhưng David B đẩy underpass và đã nghe hết được lượng info này. Thậm chí là một cú đấy trả lên. Nó khiến cho bên phía Big yêu mau quá. Và giờ thì David B chưa có mạng nào. Giờ thì bắt đầu có mạng rồi. HG là người có mạng Gobi. HG có muốn kiếm thêm hay không đây?
một tiếng ăn hơi nhiều flat từ vị trí của Hatsi nhưng vẫn chưa phải nằm xuống. Giờ thì Tizian có mạng của Hatsi rồi nhưng đang là tiếng 2 vết 4 dành cho bên phía của Bích, quá khó vào đầu này. C4 đã rơi ở một vị trí mà không cách nào nhặt được dành cho bên phía của Bích rồi. Bây giờ thì Santaret chết thôi nào. Chết thôi anh ơi. Chết đi. Kìa. Vẫn không chịu chết từ Santaret và Tizian, tôi hiểu đang cố gắng làm gì, thắng chăng? Có thắng vào mắt nào, thắng thì tôi sủa luôn nào. Santaret ơi. Santaret. Ôi, Tizian kết thúc mạng của Logan rồi nhưng ngay lập tức thì Santaret đổi bạn của Jin nữa, đưa về tình huống đó là một vết này. Không được rồi. Tôi lại tưởng là tôi lại tưởng thắng được thật thì hơi buồn cười. Đó là sẽ là 11-15 cho bên phía của các thành viên team Bademark. Giờ nếu như tỷ số là 16-11 thì nó phải gọi là đẹp. Nhờ một tỷ số rất gì mà này nọ. Một tỷ số mà khiến nhiều người buồn, mà khiến nhiều người vui. Đúng rồi, 16-11 nó không phải là 16-10 hay là 16-9 mà nó lại là 16-11. Nó không phải là 16-12, 16-11 nó mới đẹp cơ. Ừ, bây giờ chúng ta chờ xem nào. Ui rồi. Bên phía Big đã full buy được rồi. Có 4 AK và một khẩu SG 553. Ý đồ gọi trong trận đấu này sẽ là gì đây? Tizian đang bắn cho mình đến tận 29 frag. Hiện tại thì các thành viên bên phía team Big, Tizian sẽ là người đầu tiên nằm xuống ở trong round thi đấu này. Maka có vẻ như cũng thể hiện khả năng bắn ốp của mình là khá tín cho đến thời điểm hiện tại. Và giờ thì một quả smoke được trả ra. Maka ôi đầy cục thế. Và đó sẽ một quyết định hợp lý đến từ vị trí của Maka. Có vẻ bị bất ngờ về tình huống vừa rồi. Một tiếng bắn phải gọi là rất bồ lao đến từ Maka. Và giờ thì Maka ở dưới chân anh đang có hai người. Tuy nhiên các thành viên bên phía team Big có lẽ là họ sẽ không dám đẩy qua quả smoke này không đây. Nhưng Tapsen đang kê lại vào vị trí của Maka. Smoke đã tan rồi, bây giờ thì timing là rất chuẩn đến từ vị trí của Maka. Ui rồi ôi, bắn như thế này thì chịu. Vâng, để cho Maka AE không đây, nhưng Santaret đang ở khá xa. Santaret bò xuống khu vực bom say B rồi. Và giờ thì Santaret đã lộ tiếng. Có vẻ như là Maka đang ở khá xa để có thể có cho mình cái A này. Nhưng Santaret, một mạng dành cho Santaret. Nhưng đó sẽ là 12 đến từ các thành viên bên phía team 3 đây mắc. Không phải là 16-11 rồi. Ok, như vậy là sẽ tiếp tục là những round thắng bên phía City Side của Bademark. Và giờ thì đến lượt Big phải pau rồi. Một cú côn tactical pau đến từ bên phía của Big. Có vẻ như họ đang để cho Bademark họ lội ngược dòng một mạch khá nhiều round đấu rồi. Hình như 16-13 nó đẹp hơn thì. Ừ, ok, 16-13 thì nó lại là một con số thần kỳ hơn cả 16-11 chăng. Chúng ta chờ xem liệu Bademark có đem về tỷ số 13-16 cho chúng ta hay không đây. Hay nó sẽ là OT. Đêm dài là nhìn thấy người kéo dài màn đêm này chính là các thành viên bên phía team Big. 15-9 hay 15-8 ấy nhỉ? Hay 15-7 ấy nhỉ? 15, nói chung là 15 rất nhiều em ạ. Họ đã để cho đối phương thắng liên tiếp đến 5 round. 15-7. Từ 15-7 lên 15-12. Có vẻ như là hơi quá đà rồi. Có lẽ là trò vui nên dừng lại tại đây mà thôi. Các thành viên bên phía team Big lại là một round thi đấu hát bài. Có vẻ như là lại di chuyển 5 người lên trên khu vực lầu B, nhưng lần này sẽ không phải là đốt B nữa. Bên phía team Bademark còn đang để cho một mình vị trí của HG là người solo B ở trong round thi đấu này. Và giờ thì bên phía team Big, round thi đấu này thì họ không đốt B. Nhưng có vẻ như Nick đang căn vết quả smoke vào khu vực window rồi. Liệu có muốn tràn xuống bom sai B luôn hay không đây? David P đã back về để hỗ trợ cho người đồng đội của mình ở khu vực bom sai B. Nhưng các thành viên bên phía team Big, quả C4 đang được giữ ở bên ngoài. Và giờ thì thêm những quả smoke được ném vào trong khu vực bom side B rồi, chúng ta hãy cùng xem các thành viên bên phía team 3D Max sẽ chống trả như thế nào đây. HG bị flash nhiều quá, Santaret đã tank vào trong khu vực backside rồi. Nhưng đó chỉ là tank được vào thôi, không hạ gục được cái mạng nào cả. Lợi thế hơn người dành cho các thành viên bên phía team 3D Max. Tiếp tục thì HG bắn tím quá, triple kill dành cho HG trước khi phải nằm xuống về Nick rồi. Nhưng Nick bắn về 2-10 cũng phải là quá tởm. Nhưng người đồng đội của anh là Tizian đã phải nằm xuống, bây giờ thì Nick cũng như vậy. 13 dành cho các thành viên bên phía team 3D Max. Liệu có OT hay không đây? Hay tỷ số sẽ là 16-13. Và chỉ 2 round đầu nữa thôi, chúng ta sẽ được chứng kiến liên hoàn OT chăng? 3D Max. Họ đã bước gần đến cả cái sự comeback của mình lắm rồi. Liệu có chạm tay được hay không đây? Và chúng ta sẽ cùng được chờ xem ở cái round đấu này. Bên phía của Big vẫn chỉ là những khẩu AK rồi, không lên nổi ốp cho dành cho vị trí của Tapsen. 4 AK và 1 SG 553. Bây giờ thì đến lượt 3D Max họ côn tactical power rồi. Vâng, thắng cho mình 6 round liên tiếp thì lại pau. Vừa rồi thì Big 15-7 thì cũng lại pau. Có vẻ như là những cái pau của người Trung Quốc đang thể hiện rõ tác dụng của mình. Tại cùng xem liệu có phải là tỷ số 16-13 hay không đây. Những khoảng thời gian, thời khắc quyết định ở trận thi đấu này. Có vẻ như là cái sấp giấy A4 của Legia đang tỏ ra là không có tác dụng gì mấy.
Vâng, 15-13 rồi và chúng ta chờ xem nào một trận đấu đang diễn ra theo một chiếu cực kỳ căng thẳng rồi. Thời điểm ban đầu thì mình đã đánh giá thấp 3D Mark, nhưng đến với cả ra đấu này rồi thì tôi nghĩ rằng 3D Mark không hề kém cạnh so với các thành viên Team Big là mấy. Và vừa rồi thì Jin thậm chí còn tình huống bắn yếu hơn Gobi, một chút lợi xíu thế về máu cho bên phía của 3D Mark rồi, một chút xíu lợi thế về máu thôi. Tuy nhiên thì bên phía Big họ đang cố gắng kiểm soát cú mid đồ ra, nhưng Jin đâm góc one way đây khá đẹp, nhưng mà Gobi mới là người có mạng của Jin trong tình huống đấu súng vừa rồi. Không sao cả, cái hạt Jin đã đổi mạng sang tay tấn công. Tiếp tục thì David B kết thúc mạng của Tizian. Lợi thế người bỗng chốc nghiêng bên phía của 3D Mark, đó là 4v3 rồi. Gobi cũng chỉ còn cho mình có 44 máu mà thôi, và David B đẩy theo một cái phong cách hơi tự tin thái quá rồi, tự vứt đi lợi thế về người bên phía 3D Mark. Có lẽ là đồ này 3D Mark mà thua thì nên đấm liên tục vào mồm của thanh niên bắn ốp thôi. Nhưng ở đây thì vị trí của Logan đã đẩy hết cả cuộc A-Man rồi, có cực kỳ nhiều info. Liệu có back về đến từ vị trí của thanh niên Maka đây, nên back về hỗ trợ HG thì hơn. Cũng như vậy là vẫn giữ lại cuộc gây sai và sẽ để cho một mình HG solo B trong đấu này chẳng. Bắt đầu có tiếng tràn bi đến từ bên phía của Big rồi, quả lửa trả ra, nhưng mà HG quả lửa là lỗi chắc không. Quả lửa đó lúc đầu thì chưa cháy tới thôi, nhưng dần dần đã cháy tới HG và nằm xuống rồi. Nick là người có mạng của HG. 3v2, bom sai bị chiếm hoàn toàn, nhưng vẫn có đó vị trí Logan là người móc sau đây. Nếu như Logan có thể Big được mạng của Tapsen đưa về tình huống 2v2 thì cơ hội là vẫn còn cho 3D Mark. Bao giờ thì Tapsen không hề biết vị trí của Logan, nhưng Logan hơi vội rồi, bước thêm 3 bước nữa thôi thì sẽ có vị trí bắn tốt hơn. Bây giờ thì lộ vị trí rồi, lợi thế duy nhất đã mất đi đến từ bên phía của 3D Mark. 2v3 kiểu gì đây khi không còn bom nữa rồi, sẽ phải dựa vào skin cá nhân thôi, nhưng không được rồi. Gobi kết thúc mạng của Logan và một mình Maka làm 3 chẳng. Một rồi, còn 2 nữa thôi. Maka có kit không được gì phải vội cả, nhưng Maka vừa ăn một vật thể lạ vào người rồi, chỉ còn cho mình có 11 máu mà thôi. Có vẻ như là một viên ốp vào móng chân thì phải. Rồi thì Maka khó lắm rồi, với cái lượng máu như này thì anh ấy buồn. Với lượng máu như thế thì anh ấy vẫn có thêm một mạng của Tapsen. Và bây giờ thì không rồi, đó là mạng cho Gobi và 16-13 dành cho bên phía của Big. Số phải gọi là quá đẹp. Tỷ số gọi là rất gì vào này nọ, những người xem bình thường như mình thì cũng chỉ là 16-13 thôi, nhưng những người xem không bình thường không hơi buồn hoặc là hơi vui. 16-13 và bây giờ thì có lẽ sẽ là một tình huống chuyển xin. Chúng ta cùng nhau chào hỏi khán giả trước khi đến với mắt tiếp theo. Vâng, một mắt thi đấu phải gọi là rất căng thẳng, rất nhiều cảm xúc. Có lẽ là những cái người này nọ như anh nói thì còn thêm nhiều cảm xúc hơn nữa. Có lẽ là một chiến thắng cũng khá xứng đáng dành cho các thành viên bên phía Team Big. Không, anh thấy không xứng đáng. Không xứng đáng à? Sao lại không xứng đáng nhỉ? Rõ ràng là họ đã có cơ hội để kết thúc map đấu sớm hơn rất nhiều. 15-7. Nhưng mà họ lại để cho đối phương lên một mạch đến 13, lên đến con số 13 thì hơi thoát tim. Thế nó gọi là Big là muốn tạo cảm xúc cho những người xem đặc biệt gì đó đấy anh. Không, anh thấy toàn cảm xúc tiêu cực thôi mà. Cái này thì em phải công nhận là tiêu cực. Vâng, và có lẽ là chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với cả map tiếp theo. Mình là Carter Trọng Linh. Đây là Carter Quilova. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong vài phút nữa thôi.